Anh Toàn đã thực hiện được 1/2 mặt rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì sau khi thực hiện được nửa bên mặt thì anh Toàn cảm thấy như thế nào? Thì mình cảm thấy bên đây nó mất nếp nhăn và cái rãnh cườn của mình đó nó được mất hết. Và cái chỗ cái da mình nó được căng bóng hơn. Ừ, cái khớp cũng không còn nữa đúng không? Bên dạ, mặt bên nửa mặt còn lại em thấy nó còn khớp nè. Dạ đúng rồi. Đúng không? Bên đây thì nó được cải thiện làm đầy, cái rãnh cườn cũng không còn nữa. Và dạ, những cái nếp nhăn li ti nó cũng biến mất luôn. Đấy. Thì trong quá trình thực hiện thì có bị đau gì không anh? Mình là người sợ đau nhưng mà mình thấy cái này là ok. Bác sĩ làm rất là nhẹ nhàng, mát tay đúng không ạ? Dạ, bác sĩ dễ thương. Thì trước khi đến với Thiên Khuê thì anh đã tìm hiểu những cái thẩm mỹ viện khác chưa? Mình có tìm hiểu qua nhiều thẩm mỹ viện rồi nhưng mà mình thấy trước tiên đó mình biết đến cái ở chỗ này là qua nhiều Facebook. Mình cũng tham khảo nhiều chỗ rồi, mình thấy chỗ này ok hơn. Hôm nay mình lại đây.